hoặc là Đức Phật Ngài dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là cái điều đó nó phải phù hợp với kinh, phải tương ứng với luật, thì khi đó chúng ta mới có thể tin. Tuy vậy đó thì ở trong các điều kiện của những người Phật tử, đôi khi chúng ta không có thể tham khảo được hết tam tạng kinh điển. Thì do vậy theo tôi đề nghị là chúng ta có thể là chúng ta tham khảo được, chúng ta tham khảo ở nhiều vị sư, là bởi vì dù sao chư tăng cũng là những người xuất gia và có cái thời gian tu học lâu dài, thì các vị có thể tham khảo ở nhiều vị. Cho nên tôi rất là mong mỏi khi mà các vị học ví dụ pháp á, là chúng ta cũng cố gắng tham dự tất cả những cái lớp học nào thuộc về ví dụ pháp có thể được. Bởi vì mỗi vị giảng sư sẽ trình bày theo cái cách hiểu của mình, và các vị Phật tử học viên là một người chắt lọc lại những cái gì mà mình học được từ nhiều người, và từ đó là mình có thể mình chọn ra được một cái suy nghĩ nào đó mà từ nhiều cái nguồn khác nhau. Do vậy thì nó chín chắn hơn. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta sanh vào ở trong cái thời kỳ không gặp được Đức Phật và chư vị thánh nhân, thì chúng ta càng thấy rằng là cái phước của duyên của chúng ta đó là nó cũng là có nhưng mà không có nhiều. Do vậy những cái công đức nào mình làm được ngày hôm nay đó là mình cố gắng để mình nguyện rằng là một cái sanh hữu nào đó mình gặp được các cái bậc chân nhân, bậc thiện nhân, nhất là các vị thánh nhân, và khi đó đó là những cái điều gì mà mình còn không có hiểu được hết á, thì khi đó mình gặp được các ngài đó thì đó là một cái cơ hội rất là quý báu. Do vậy thì tôi cũng mong muốn rằng các vị Phật tử ở đây cũng như là nói chung, khi mà chúng ta học Phật pháp á, thì cái việc mà để mà phân định được đâu là cái chánh pháp do Đức Phật này thuyết á, nó không có dễ dàng. Thì trước hết nó là các vị nếu có cái thời gian được thì chúng ta cố gắng đọc được cái phần chánh tạng. Phần chú giải đó thì bây giờ chưa có được dịch ra tiếng Việt nhiều, thì cái phần chánh tạng đã được dịch ra rồi, thì các vị cố gắng đọc. Và bản thân tôi mà khi mà hướng dẫn các vị Phật tử đó, thì trong trường hợp nào mà có thể có cái liên quan gợi ý, thì tôi cũng muốn cố gắng các vị Phật tử là cố gắng đọc được cái chánh tạng. Và nhờ cái đọc được chánh tạng đó đó, là chúng ta có thể biết được là những cái phần nào chánh tạng có đề cập hay không có đề cập. Chứ còn nếu mà nói mà cái nguyên tắc nào mà chúng ta biết được thì chúng ta cũng khó có biết được. Thì những cái lời mà tôi trình bày có thể là nó dài dòng, nhưng mà do vì đây là một vấn đề phức tạp, nó không có thể nào mà có một cái nguyên tắc đơn giản được, thì cũng cố gắng chia sẻ với cô như vậy. Giờ xin dứt lời. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Dạ, mong ạ. Dạ, xin mời quý đạo hữu tiếp tục giơ tay đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, thưa sư, hiện có một câu hỏi của đạo hữu Phúng ạ. Thư sư cho con hỏi, nếu chúng sanh sau khi mất có trường hợp chưa đủ duyên đi tái sanh không? Nếu chưa đủ duyên thì tâm sẽ nương vào đâu ạ? Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu Phúng ạ. Dạ thưa, cái trường hợp của vị học viên vừa hỏi đó là nó theo ví dụ pháp là không có trường hợp mà chúng sinh mà mệnh chung rồi không có cái điều kiện tái sinh. Tôi lặp lại ví dụ giống như là một cái viên đá được ném trên không, thì không có cái thể nào mà có cái trường hợp mà cái viên đá đó nó không có đủ điều kiện để nó rơi xuống. Nó luôn luôn là nó có cái đủ cái luôn luôn là nó phải rơi xuống. Dạ, nó không bao giờ là có trường hợp là lơ lửng ở trên giữa không khi mà nó bị cái lực hấp dẫn của trái đất, cho nên là luôn luôn nó phải rơi xuống. Thì ở trong ví dụ pháp nói rằng là khi một chúng sinh mệnh chung á, thì luôn luôn là phải có một cái chỗ mà cái tâm nó nương giá vậy thôi. Và nó không có trường hợp mà nó thiếu điều kiện, tức là có cái công đức á, thì nó sẽ có cái quả tương ứng, nếu không có công đức á, thì nó có những cái ác nghiệp tương ứng. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Duyên lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, thưa sư,
Cho con hỏi, thí dụ như một con người sanh ra làm người thì có thể là do tâm quả nhị nhân hay tam nhân. Rồi cái người đó được sanh làm người rồi thì ngũ song thức với lại tâm tiếp thu đó là do cái tâm gì sanh ra? Và cái tâm cái ngũ song thức và cái tâm tiếp thu thì nó do cái tâm thiện và cái tâm bất thiện sanh ra cô. Bởi vì chính vì cái điều đó cho nên là cái ngũ song thức á, được gọi là cái các vị cô nhớ nó là cái ngũ song thức nó có hai. Nó là cái tâm nhãn thức quả thiện và nhãn thức quả bất thiện. Thì đó là do nghiệp sanh ra cô, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện sanh ra. Thưa sư, cho con nói ở trong sách đó, của sư Giác Chánh và Vi Diệu Pháp giảng giải cái bài 11 thì ngay chỗ là 14 tâm chia theo công tác 14 sự đó, thì cái chùm 6 tâm là ngũ song thức với lại hai cái tiếp thâu đó, thì người ta ghi là 6 tác dụng trên do hai tâm quả tương ưng trong dục giới vô nhân thiện và bất thiện tâm. Thì cái đoạn chỗ này là con không hiểu. Cô đọc lại một chút cô. Dạ, họ đóng ngoặc á, ngũ song thức cộng với hai tâm tiếp thâu, rồi họ ghi là 6 tác dụng trên do hai tâm quả tương ưng trong dục giới vô nhân thiện và bất thiện tâm, rồi hết ghi nhiêu đó thôi. Anh đi thì tôi nói cho cô nghe là cái ngũ song thức là chia làm hai, rồi hai cái tâm tiếp thâu là cũng chia làm hai, thì cái phần mà quả bất thiện á, nó thuộc về cái tâm bất thiện sanh ra. Dạ, dạ. Và cái quả thiện á, thì nó do cái tâm thiện sanh ra. Dạ, cô chỉ hiểu như vậy. Dạ. Còn cái mức độ mà cái quả nó như thế nào đó, nó còn tùy theo cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp mạnh hay là yếu. Bởi vì ví dụ giống như là một người mà thấy một cái cảnh sắc đẹp thì cái cảnh sắc đẹp đó nó không có hoàn toàn giống nhau. Cái đẹp của một người mà người ta một người mà phước ít nó khác với một người phước nhiều. Cái đẹp của chư thiên nó khác với cái đẹp của nhân loại, và cái đẹp của phạm thiên thì khác với chư thiên và nhân loại. Tuy vậy khi mà chúng ta nói về cái quả thiện thì chúng ta nói khái quát đó chỉ là một cái quả của một cái tâm thiện thôi, chứ thật ra đó thì nó không giống nhau. Trong kinh nói rằng là những cái hạnh phúc của mình đang có được, giống như là cái những thứ mà mắt mình thấy là đẹp, hay là những cái tiếng mà nhân loại mình thấy là hay, vị ngon xúc lạc vân vân, thì đối với chư thiên đó, thì họ xem rất là gớm, là bởi vì họ đã có một cái hạnh phúc lớn lao hơn của thiên lạc. Thì cả cái năm cái dục của loài người và chư thiên đó đều là cái kết quả của cái thiện tâm hết đó. Nhưng mà nó chứ không giống nhau là bởi vì cái mức độ cái quả từ cái tâm thiện mạnh yếu nó khác nhau. Thì tương tự như vậy đối với cái quả bất thiện cũng vậy, thì cái quả bất thiện của loài ngạ quỷ nó khác với cái quả bất thiện của chúng sinh địa ngục. Ở đây thì cô chỉ nên hiểu một cách khái quát rằng là các cái tâm quả thiện á, thì nó do cái tâm thiện mà có, còn các cái tâm quả bất thiện thì do các cái tâm bất thiện mà có. Rồi sau này chúng ta học rõ hơn á, thì trong trường hợp nào của cái quả nào thì có một cái tâm tương ứng. Do vì cô đọc chỉ bắn tắt ở trong trường hợp đó thì cái này là để sư coi lại là trong trường hợp đó khi mà sách đề cập đó thì người ta đề cập ở trong cái trường hợp nào chuyên biệt thì người ta mới nói rõ như vậy. Còn nếu mà ở trong cái trường hợp mà chung thì chúng ta chỉ có thể nói là chung. Thì cái phần này đó thì để sư gân đó, để sư xem lại thì sư sẽ có cái câu trả lời cụ thể với cô hơn. Dạ, sư cho phép con hỏi thêm à. Dạ. Dạ thưa sư, Atula thì theo con hiểu là có hai dạng, Atula là ngạ quỷ với Atula thiên, mà Atula thiên thì phước nhiều. Sư cho con hỏi Atula thiên tái sanh bằng
cái tâm gì ạ? Dạ, Atula Thiên tái sanh bằng Atula Thiên tại vì mình quen cái nghĩ rằng là cái Atula đó là cái hạng mà giống như là hạng ma quỷ, nhưng mà trong kinh á thì Atula cũng là một hạng chư thiên, nhưng mà đó là chư thiên mà họ có khuynh hướng là họ lẽ, bởi vì họ sanh làm chư thiên đó là do vì một cái thiện nghiệp nào đó họ được sinh làm chư thiên. Nó giống như là được sanh làm người đó thì nó cũng kết quả của một cái thiện nghiệp, nhưng mà trong loài người của chúng ta thì cũng không phải là ai cũng là thiện hết, cho nên thì người đó thì cũng có người thiện và người ác, thì chư thiên cũng vậy đó, thì cũng có chư thiên thiện và chư thiên ác. Cái loài Atula mà gọi là cái hạng mà có cái phước tương đương chư thiên đó, thì họ cũng sanh bằng các cái loại tâm dị nhân và tâm nhân luôn. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn sư. Sư cho con hỏi cái trường hợp này thì tại vì tự con không hiểu được. Thí dụ như ngài Đại Ca Diếp bản thân khi mà chưa xuất gia đó thì là một tử rất là giàu, là một người già khổ so với bây giờ của mình thì đó là đời sống khổ hạnh. Cái khổ hạnh này thì nếu như mình nhìn thông thường thì mình nói là cái nghiệp, nhưng mà sư giải thích giùm con trong Phật giáo cái sự chọn lựa này là như thế nào ạ? Tại vì đúng ra là vị đó phải được sướng lắm chứ đâu có khổ suốt đời. Cái khổ mà chúng ta quan niệm nó có nhiều cái khổ cô. Ví dụ giống như là đôi khi mình mong muốn không được thì mình xem nó là một cái khổ. Rồi hoặc là khi cái ác nghiệp nó chi phối thì tự nhiên là mình cảm thấy thích cái cảnh khổ đó. Ví dụ giống như là một số cái loài mà vì cái ác nghiệp của cái ác nghiệp của loài đó ở trong đời quá khứ, cho nên cái loài đó nó phải ăn uống những cái thức ăn mà những cái chúng sinh cao cấp hơn đó, là họ thấy nhòm gớm. Ví dụ giống như là con mèo nó phải ăn xác chuột chết, mà cái xác chuột chết nó thì đối với cái đó đó, loài người của mình nó do vì mình phước cao hơn đó, là mình thấy rằng cái vật đó nó đáng nhòm gớm. Đó là những cái trường hợp là của do cái ác nghiệp. Còn cái trường hợp của ngày Ca Diếp á, thì thứ nhất á, là do vì ngày là một bậc thánh nhân, cho nên là cái ngày không còn có cái hưởng thụ giống như là một chúng sinh còn phiền não. Do vậy một vị thánh A La Hán các ngày dù có thọ hưởng những cái thức ăn nào đó mà thượng vị hay là tầm thường á, thì tâm của các ngài giống nhau. Và cái thứ hai nữa đó là do vì ngài Kaspa đó là do ngài có một cái hạnh nguyện là ngài phải làm sao đó là ngài là một người gương mẫu cho cái đoàn hậu tấn sau này. Và chính cái điều đó là đối với ngài Kaspa đó hay là ngài Ca Diếp đó, thì ngài hoàn toàn là ngài sống ở trong tỉnh thất hay là ở trong gốc cây, đối với các vị thánh A La Hán nói chung chứ không phải điên về nghề thì nó giống nhau. Nhưng mà do vì ngài muốn á, là làm gương cho cái đoàn hậu thế sau này, những vị xuất gia thấy rằng là đối với một bậc đại thánh như vậy đó, mà ngài còn phải sống cái đời sống thiểu dục, cho nên ngài muốn là ngài làm cái tấm gương cho hậu thế chứ không phải là vì cái nghiệp của ngài. Và trong trường hợp của ngài đó thì do vì ngài không có còn cái phiền não, và do đó là ngài sống ở đâu á, thì nó cũng giống nhau. Rồi chưa kể đó là cái phước của một vị mà cái công đức của một người mà tu tập lâu ngày á, thì mặc dù thí dụ như là ngài có nhận được những cái thức ăn của những cái gia đình nghèo khổ, nhưng mà chư thiên vẫn cúng dường cái thức ăn của chư thiên cho ngài. Thì thành đó về cái phương diện mà bản thân mà ngài hưởng thụ ấy, thì thật ra ngài có thể ngài dùng được tất cả những cái thức ăn thượng phẩm trên đời hết, chứ không phải là ngài đi khất thực ngài phải dùng những cái thức ăn khó khăn giống như là mình nghĩ, không có như vậy. Nhưng mà ngài luôn luôn là ngài thích cái điều đó, và cái đời sống của một người mà không có bị cái phiền não đó
thì những vị đó họ có những cái hạnh phúc lớn lao hơn rất là nhiều mình không có nghĩ được, trừ khi là mình đứng ở trong một cái góc độ của một người không có phiền não. Tôi lấy ví dụ như là những cái thức ăn chẳng hạn giống như là sầu riêng. Có những người thì thích ăn sầu riêng thì thành ra cái sầu riêng nó là một cái món ăn mà họ nghĩ rằng là món ăn ngon. Nhưng mà đối với những người mà không có thích sầu riêng á thì cái món ăn cái sầu riêng nó không phải là cái món ăn ngon nữa. Thì đôi khi cái ngon dở của mình á nó là do cái lòng tham mà mình quy định. Yeah. Do vì cái lòng tham đó mình mới thấy là cái nó ngon, cái nó dở, nó đẹp, nó xấu. Còn ở trong cái thế giới mà của một vị mà đã giải thoát hoàn toàn á thì cái thế giới quan của vị đó nó hoàn toàn nó không có giống như là mình suy nghĩ đâu cô. Dạ. Dạ, cho nên là nhiều cái nhiều thứ đó mình cảm thấy rằng nó đẹp nhưng mà ở trong một đối với một người giải thoát rồi nó không có đẹp. Đức Phật ngày ví dụ ngày nói rằng là để chư tỳ kheo cái cảnh sống cô tịch núi rừng hoang vu xa vắng á nó là một cái cảnh hải hùng đối với những người mà còn phiền não, nhưng mà đó là một cái cảnh ưa thích của một vị giải thoát. Thì thành ra đôi khi á do vì cái tâm của chúng ta còn nhiều cái phiền não, chúng con ta còn nhiều cái tham, còn nhiều cái sân, thì cái nhìn của mình nó khác với các ngài. Mình thấy cái đoạn các ngài ở trong những cái nơi thanh vắng núi rừng như vậy đó là các ngài sẽ khổ hơn mình, nhưng mà trong cái suy nghĩ của một người giải thoát đó, thì các ngài ở chỗ đó là lại là nó hạnh phúc hơn là ở những cái nơi ồn ào phố thị nó có nhiều cái phiền phức. Và do vậy ở đây tôi chỉ gợi ý rằng là khi mình nói cái hạnh phúc á thì nó còn tùy cái sở thích, tùy theo cái tâm trạng, tùy theo cái sự giải thoát của mỗi người mà cái hạnh phúc nó khác nhau nhiều lắm. Do vậy là những cái gì mà ngày sắc là phát ngày cách bán, ngày dục, ngày ngày làm á, thì ngoài cái chuyện mà ngày làm tấm gương cho hậu thế đó, thì cũng ngày cũng không phải là cái việc mà đối với ngày nó là cái việc đó nó khổ cực giống như là gượng ép mà phải làm, mà chính ngày thật sự là ngày hoan hỷ với cái điều đó. Và ngày làm cái việc đó bằng một cái niềm vui, bởi vì ngày rất là hoan hỷ với cái việc đời sống của một người mà ở dưới gốc cây, cái đời sống của một người sống ở những cái nơi xa vắng như là núi rừng vân vân, đối với các vị thánh nói chung là các vị đó đều hoan hỷ cái việc đó hết. Dạ. Sư cho con hỏi một câu nữa đó sư. Dạ. Là ví dụ như Bồ Tát hạnh trí tuệ thì phải trải qua 20 A Tăng kỳ kiếp, thì dạ, sư giải thích giùm con á, cái đơn vị của cái A Tăng kỳ kiếp này á, là một kiếp sống của con người hay là một cái đại kiếp của trái đất? Cái ở trong kinh ví dụ á, thật ra một cái A Tăng kỳ kiếp nó không có một cái con số tương đương với cái con số tương đương với cái số đếm của mình, mà đó là một cái thời gian rất là dài, nó dài đến mức độ mà Đức Phật ngày ví dụ giống như là có một cái khối đá mà mỗi cái cạnh một cái khối đá vuông, mỗi cái cạnh như vậy nó là một do tuần là một cái đơn vị đo cái chiều dài là khoảng từ 10 đến 15 cây số. Thì Đức Phật ngày ví dụ rằng là một cái khối đá lớn như vậy đó, thì cứ mỗi trăm năm người ta dùng một cái tấm lụa mỏng người ta quét ngang một lần, cho đến khi nào mà cái khối đá đó nó mòn bằng mặt đất đó, thì đó là cái thời gian tương đương với một A Tăng kỳ, là cái thời gian mà Đức Phật này dùng ví dụ mà diễn tả, chứ không có thể dùng cái con số đơn vị cái thời gian năm tháng, là bởi vì chúng ta biết rằng là một cái tấm lụa mỏng mà để làm cho cái đá nó mòn thì đó là một cái thời gian rất rất là dài, chứ không phải là không có thể nào nhanh được. Người ta nói là nước chảy đá mòn là do vì nước chảy thường xuyên trong từng ngày, trong từng phút một, lúc nào không có nước chảy đó, thì muốn làm một cái viên đá mòn đó, thì nó cũng hờ lâu. Huống nữa là ở đây là 100 năm đó, thì mới cái tấm vải lụa nó mới kéo ngang cái tảng đá một lần, thì cho đến khi nào mà cái tảng đá đó nó mòn bằng, nó tức là nó mất hết đó, thì đó là một cái thời gian tương đương với một A Tăng kỳ. Thì đó là một cái ở trong kinh chỉ ví dụ cái thời gian dài như vậy thôi, chứ còn không có tính được con số là bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm được, thưa cô.
Dạ dạ, dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ con hết sư ạ. Dạ dạ. Dạ mời quý vị có câu hỏi xin tiếp tục giơ tay đặt câu hỏi với sư ạ. Nếu không tiện hỏi xin quý vị chat lên màn hình. Dạ mời đạo hữu Bảo Quốc lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Mời đạo hữu Bảo Quốc. Dạ dạ mô Phật kính sư. Dạ dạ. Dạ mô Phật sư, con mới vô được sư dạ. Con có một vài câu hỏi đó sư, liên quan đến cái mấy bài pháp sư giảng trên YouTube đó sư. Dạ. Mà nếu sau đó không có ai hỏi thì con hỏi tiếp. Dạ. Thì câu hỏi đầu tiên là khi nói thực tính pháp đó sư, có cần nói đến bốn cái đặc tính đặc biệt của mỗi tâm sở không sư? Chẳng hạn tâm sở xúc đó sư, mình có cần nói là sự xúc chạm, mình có cần nói đến sự đặc tính chức năng biểu hiện của nhân sinh, hay là chỉ nói cái đơn giản, định nghĩa đơn giản của mỗi tâm sở hay sư? Dạ rất là cần anh, bởi vì do vì nhờ những cái khía cạnh khác nhau đó cho nên dễ dàng phân biệt với cái pháp này với pháp khác, cho nên không phải là tự nhiên mà các cái bộ ví dụ pháp đề cập đến bốn cái khía cạnh này, mà rất là nhiều ở trong các cái bộ chú giải thì luôn luôn là khi mà để phân biệt cái pháp này với cái pháp khác đó, là dùng cái cách đó. Là bởi vì ví dụ giống như chúng ta nói về cái tâm trạng buồn thì vô số cái chuyện buồn, ví dụ giống như là buồn vì nghèo, buồn vì xấu, rồi buồn vì người ta chê trách, hay là buồn vì không có bạn bè vân vân. Thì khi mà chúng ta diễn đạt bằng ngôn ngữ thì chúng ta nói rằng tôi đang buồn, nhưng mà thật ra khi mà mỗi cái tâm trạng vì cái buồn mà với cái hoàn cảnh khác nhau thì cái tâm trạng nó khác nhau. Một người buồn vì cái tình cảm gia đình thì cái tâm trạng buồn đó nó khác với cái tâm trạng buồn là do vì mình cô đơn hay buồn vì cái lý do nào đó. Do vậy cái cách đó là một cái cách mà để diễn đạt trong những cái trường hợp mà những cái pháp đó, mà nó tương đối là về cái phương diện diễn đạt ý nghĩa. Nếu mà chúng ta chỉ nói rằng là cái trạng thái thôi đó thì đôi khi nó gần gần giống nhau, thì chúng ta phải nói về cái nhiều cái lý do, nhiều cái chi tiết khác để mà mình dễ dàng mình phân biệt. Ví dụ giống như là bây giờ mình nói về cái sự tinh tấn, và thế nào là cái sự chánh tinh tấn, chánh cần đó. Thì nếu chúng ta nói rằng là cái chánh thần tần á, tức là một cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn trong những cái việc chính đáng, thì có thể đó là người ta xem đó là một cái định nghĩa đúng về cái chánh cần. Nhưng mà cái việc chính đáng như thế nào đó thì nó là cái vấn đề khác. Do vậy trong kinh đó, cái cách định nghĩa phổ biến ở trong kinh đó, thì Đức Phật ngài dạy thế nào là chánh cần. Thì Đức Phật định nghĩa rằng là đó là một cái sự nỗ lực ngăn ngừa những thiện pháp chưa sanh không cho sanh, những cái bất thiện chưa sanh không cho sanh, những cái bất thiện đang sanh làm sao là được diệt trừ, những cái thiện pháp nào mà chưa có là phải làm cho có, và những cái thiện pháp nào đang có là phải duy trì. Thì chỉ có bốn cái khía cạnh này đó thì mới gọi là cái chánh cần. Còn mà nếu mà mình nói chung chung thì thứ nhất là một người tu học là mình không có hiểu được rõ ràng cái công việc làm. Nó giống như đơn giản chúng ta nói rằng là tu là ăn hiền ở lành, thì ăn hiền như thế nào, ở lành như thế nào, thì tất nhiên có nhiều người nó có cái quan điểm khác nhau. Thì do đó là để khỏi có nhầm lẫn thì Đức Phật ngày đưa ra có nhiều cái khía cạnh như vậy đó là để mình phân biệt. Thì trở lại đó, khi mà giải về các cái chi pháp đó, là các vị đó được phân thành bốn cái phương diện, tức là cái lakkhana chúng ta dịch là cái trạng thái hay là cái đặc tính, rồi cái rasa tức là cái phận sự hay là cái chức năng, rồi cái padatthana là cái điều kiện, padatthana là cái nhân cần, vân vân. Thì có những cái điều pháp đó, nó gần giống nhau, nhưng mà khi mà chúng ta chia làm bốn cái phương diện á thì nó giống nhau được một cái khía cạnh này, nhưng mà nó sẽ khác nhau về khía cạnh kia, cho nên nhờ đó mà chúng ta mới có thể chúng ta phân biệt. Ví dụ như mình nói về cái lòng tàm lòng quý á,
thì nó gần gần giống nhau, nhưng mà khi mà cái điều kiện tác động á, thì lại nó là khác nhau. Nhờ vậy mình có thể phân biệt được giữa cái tam và quý hay là cái hôn trầm và thủy miên, thì nó rất là cần thiết cái chỗ đó. Cái điều kiện thứ hai, cái lý do thứ hai mà sở dĩ mà trong lúc mà học vi diệu pháp, mà mặc dù tôi biết là các vị Phật tử đôi khi cũng nhàm chán, nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi biết đầy đủ, là do vì sau này khi mà các vị đọc ở trong các cái bản sớ giải hay là những cái bộ luận lớn như là Thanh Tịnh Đạo, thì các vị sẽ quen thuộc với cái cách phân biệt này. Dạ. Dạ mô Phật, câu hỏi kế tiếp với sư, cảm ơn sư. Dạ. Ở trong 7 tâm sở biến hành đó sư, có tâm sở tư đó sư, đó là chế tên á. Đôi khi họ dịch trong bằng bài dịch, họ dịch là chữ chú ý đó sư. Như vậy thì chữ tư này trong tiếng Hán nghĩa là gì thưa sư? Tại vì chúng con hơi confused vấn đề chữ tư đó sư, tâm sở tư đó sư, chế tên á đó sư. Dạ, cái chữ tư ở trong tiếng Hán trong cái suy nghĩ thường, trong cái nghĩa thông thường á, có nghĩa là cái chữ suy nghĩ. Ồ, suy tư đó hả sư? Dạ. Dạ, suy tư á, suy tư là suy nghĩ. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cho con hỏi cái tiếp đó sư. Thưa sư, sau khi mà tôi có học xong vi diệu pháp cơ bản của sư giảng đó sư, là chúng con để được đọc thẳng vào sớ giải của các bộ pháp tụ hay các bộ tạng vi diệu pháp được chứ sư, hay lại cần phải học thêm gì nữa sư? Và cái mục đích của tôi hướng dẫn cho các vị Phật tử á, là tôi cố gắng làm sao để cho các vị sau này trong cái khoảng thời gian tự nghiên cứu, các vị có thể đọc được các cái bộ chánh tạng của vi diệu pháp. Tôi có hai cái mục đích, là cái mục đích là thông thường là các vị có thể tham dự được bất cứ một cái lớp vi diệu pháp nào. Do vậy khi mà trình bày ở trong cái lớp khái lược này thì tôi cố gắng là trong mỗi phần như vậy đó, là làm sao mà cũng chia sẻ được các vị mà có thể nắm được những cái lý khái quát trong từng cái phần một đó, là để sau này khi mà có vị nào mà dạy về cái vi diệu pháp đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham dự. Và cái quan trọng nhất đó, là các vị có thể đọc được ở trong 7 bộ vi diệu pháp, cũng như là trong cả cái bộ sớ giải, mà khi mà những cái vấn đề liên quan mà được giải thích vi diệu pháp. Tất nhiên đó là cái cố gắng và cái mục đích của tôi thôi. Còn tôi có thể mà tôi làm được hay không thì nó còn là một cái việc khác, nhưng mà cái mục đích là như vậy. Dạ, dạ mô Phật sư, không biết câu hỏi tiếp tục được hay là các vị nào hỏi không sư, có không rõ. Dạ. Dạ sư, ở trong cái bảy tâm sở tinh hà biến hành, cái tâm sở tính đó sư. Dạ. Thì theo một định nghĩa sư giảng là tính là nó bao quát, cái nghĩa là tính cái là sự tin tưởng vào cái điều thiện đó sư. Dạ, bao gồm cái tam bảo hay là những cái sư, chứ thiện ở đây được hiểu như thế nào, là theo cái những ví dụ pháp là không làm việc ác, đừng để quả xấu, hay là thiện nên được hiểu như thế nào thưa sư? Dạ thiện nó có nhiều nghĩa. Dạ. Nhưng mà một trong những cái nghĩa căn bản nhất á, tức là cái việc thiện đó, nó là nó giúp cái điều nào mà giúp cho cái giúp cho cái tâm an lạc, và cái tâm an lạc đó nó không có bị cái khổ ở trong hiện tại và cái để lại cái khổ ở trong tương lai. Có đôi khi chúng ta thỏa mãn một cái lòng tham nào đó thì cái lòng tham đó nó có thể mình vừa ý ở trong hiện tại, nhưng cái hậu quả trong tương lai thì nó không có được như vậy. Còn cái gọi là cái thiện á, là cái đó nó phải thỏa mãn được hai cái điều kiện. Thứ nhất là trong hiện tại đó, người đó cảm thấy được an lạc, và cái thứ hai là cái sự an lạc đó nó để lại cái quả an lạc trong tương lai, thì cái đó mới là thiện, cái đó mới là thiện. Tất nhiên ngoài ra thì cái thiện nó còn được định nghĩa giống như là một cái tâm hồn bệnh hoạn, một cái tâm hồn lành mạnh vân vân, thì cái đó là những cái gì, cái hệ quả thêm, nhưng mà cái chính là nó phải được đáp ứng được hai cái điều kiện đó. Dạ thưa anh. Dạ. Dạ 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 mô Phật sư. Không biết câu hỏi tiếp tục được hay là có vị nào cần hỏi không sư, con không rõ trong cái host như thế nào đó sư. Dạ nếu mà các vị Phật tử học viên nào không có câu hỏi thì anh cứ hỏi. Dạ sư, học với dịp pháp cũng có hơi được 2 tháng rồi đó sư. Thưa sư, là những lúc mà ngồi dưới tạo cái động lực tâm ở trong cái tâm lộ đó sư, thật sự đó con thấy là hầu như lúc nào cũng tạo nghiệp thiện ác, nghiệp thiện liên tục thưa sư.
Như vậy thì mỗi ngày trong những lúc mà tạo nghiệp đó sư, ngoài ra chúng con học và suy nghĩ suy tư về những điều giáo pháp hoặc là sư giảng đó sư, thì cái lúc đó lúc mà suy nghĩ suy tư có phải là nằm trong văn tư tu của cái những pháp học không sư, cái đó có tạo công được công đức gì không sư? Dạ, cái một cái nguyên tắc như thế này thôi anh, là bất luận khi nào mà có thiện tâm thì nó có cái quả của tâm thiện. Mà bất luận khi nào mà có bất thiện tâm thì nó có cái quả của bất thiện. Và cái trường hợp cái quả đó nó nặng hay nhẹ nó còn tùy theo nhiều cái yếu tố, nhưng mà bất luận khi nào hãy mà có cái tâm thiện thì nó luôn nó có cái bản chất của thiện là nó tạo cái quả, và tương tự như vậy đối với bất thiện. Dạ mô Phật sư. Dạ thưa sư, như vậy cái lúc mà các tâm và tâm sở bắt cùng một đối tượng đó sư, và như vậy thì tất cả tâm sở, tất cả sư thường nói là tất cả các tâm và tâm sở đồng sanh đó sư, thì cái này sanh cùng một lúc hay là nó có thêm một diễn tiến, cái này sanh rồi cái diệt rồi sẽ kia sẽ tiếp tục sanh diệt, chẳng hạn tiếp thâu đóng định quan sát đó sư, thì coi đó nhà sư giảng lại cho đó cho nó rõ cho sư thưa sư. Cái tâm mà cái tâm sở đó là đồng sanh đồng diệt, còn mà cái lộ trình tâm thì nó có trước sau. Mình đi từng tâm lộ thì con hiểu rồi sư. Cái tâm lộ thì trước sau, giống như là tiếp thâu quan sát đó, là cái tâm tiếp thâu là khác mà cái tâm quan sát là khác, nhưng mà giữa tâm và sở hữu thì tâm sanh lên thì cái sở hữu đồng sanh, bởi vì cái mình gọi là cái sở hữu, nếu mà anh để ý, tôi luôn luôn là tôi cố gắng là tôi lặp đi lặp lại cái sở hữu là cái đặc tính, để cho những vị Phật tử, để cho các vị học viên là chúng ta luôn luôn nhớ như vậy, là bởi vì là cái đặc tính cho nên không có tách rời được cái không có tách rời cái sự vật, tại vì cái đặc tính làm sao mà tách rời được. Đúng rồi sư. Chẳng hạn như mà tâm tham thời hợp tà vô trợ, tâm tham đầu tiên đó sư, tâm tham thời hợp tà vô trợ đó sư, có thể tình trạng nào mà có thể vừa có tà kiến mà vừa có ngã mạn đi chung nhau được không sư? Dạ không, nó sẽ xen kẽ. Dạ. Ở trong lộ trình tâm thì khi đó là nó là cái giai đoạn diễn tiến cực nhanh giữa cái tà kiến ngã mạn, tà kiến ngã mạn, tà kiến ngã mạn. Nếu mà một người có nói theo cái tâm trạng của mình thì nếu mình vừa có tà kiến ngã mạn, nhưng mà thật ra khi mà nó diễn tiến thì nó sẽ kẽ như vậy, và chứ không có chung, tại vì hai cái cảnh nó khác nhau. Dạ đúng rồi sư, dạ con hiểu đấy sư, dạ con hơi kinh phi, dạ con hiểu sư. Dạ. Cái tiếp tục đó sư, là cái rồi con hỏi cái này con ghi chép rất là nhiều. Dạ. Giả sư, khi mà khởi cái tâm hợp trí, chẳng hạn như hôm nay con có dịp đi cúng dường pháp dân ở bên Cali đó sư, cúng dường trai tăng cho mấy sư đó sư, thì làm sao mà để cho cái công việc này nó được trọn vẹn, là đã khá là như là tâm thiện tạo hỷ mà hợp trí hỗ trợ đó sư. Cái vấn hợp trí làm sao mà để phát triển, lúc nào phát triển cái vấn đề mỗi công tác Phật sự trong 10 Phật sự đó sư, là làm sao chúng con có thể phát triển cái tâm hợp trí đó sư. Sư chỉ cho con những cái cách phương pháp nào để cái tâm mình nó phát triển theo cái chiều hướng hợp trí đó sư. Cái hợp trí thì phần lớn là nó do vì cái kiến văn Phật pháp của mình. Thí dụ giống như là một người mà họ hiểu về cái lý duyên khởi, tức là họ luôn luôn họ biết rằng là mọi việc nó có mặt, nó đều phải có cái nhân và cái duyên của nó, chứ không tự nhiên mà có. Và những cái gì, hành động gì của mình làm là nó để mà mình muốn được cái quả nào đó thì luôn luôn mình phải có cái tạo nhân cái duyên tương ứng, chứ nó không thể nào mà nó tự nhiên mà có. Và do vì ở trong cái suy nghĩ của họ, ở cái quan điểm của họ, cái tri kiến của họ là như vậy, là do đó khi mà họ làm thì luôn luôn cái tri kiến nó kèm theo cái nó luôn luôn là nó có mặt khi mà họ hành động. Chẳng hạn giống như là một người Phật tử, là mình luôn luôn mình tin cái nhân quả, mình hiểu rằng là sở dĩ mà có cái quả này là nó phải có cái nhân thích hợp, chứ không có thể nào mà tự nhiên cái
cái nhân này mà cái quả kia vân vân. Và do vì mình đã hiểu như vậy cho nên cái tri kiến đó đó nó sẽ chi phối trong suốt cái khoảng thời, trong suốt các cái hành động của mình, từ cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, ý nghiệp. Do vậy đó là nếu một người nào mà cái tri kiến của họ càng vững chãi chừng nào đó, thì cái hành động của họ đó là cái hành động hợp lý nó càng nhiều chừng đó. Và cho đến cái giai đoạn mà nó chín mùi giống như là một vị thánh sơ quả cho đến vị thánh tam quả, thì những cái thiện nghiệp của các ngài làm á, thì nếu mà các ngài làm những cái công việc quan trọng thì luôn luôn là nó là hợp lý, là bởi vì cái chánh tri kiến á, nó sai sự. Thì do vậy để có một cái việc làm hợp lý á, thì cái vấn đề lớn nhất là vị đó là không có chánh tri kiến. Ồ, dạ mô Phật, hay quá sư. Dạ, dạ. Thì con còn một câu hỏi nó liên quan đến cái phương pháp tu học của tụi con đó sư. Dạ. Thì thông thường á, thì là chú quả sư quả dự lưu quả sơ quả đó sư, các vị đó là phải đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ đó sư. Dạ. Như vậy thì dạ, chúng con Phật tử nếu muốn mà có một chút gì mà trên lộ trình sinh tử để tu tập đó sư, nhắm dạ, đến cái hướng dạ, mà sơ quả đó sư, thì dạ, những cái điều kiện tiên quyết, những cái phương pháp làm sao mà để giảm thiểu bớt đi cái thân kiến đó sư. Dạ. Rất là khó khăn, nhưng mà tụi con có họp lại có nghĩa là nhờ sư giảng một trái sự, bây giờ tụi con đang lộ trình đó sư, như vậy thì sao là giảm thiểu bớt đi cái ngã của mình để giảm thiểu đi những ba cái thắng thúc đầu tiên đó, sư có thể cho tụi con một gợi ý cho một cái phương pháp tu tập như thế nào đó sư. Dạ. Cái vấn đề thân kiến á, nó là một cái phiền não, cái ngã tưởng mà từ rất là nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp đó mình vốn chấp thủ như vậy. Thì do vậy nếu anh tìm hiểu những cái đề mục mà thiền định á, thì anh sẽ thấy ra rằng là tại sao mà có những cái đề mục mà khi mà quán xét nội thân á, thì chúng ta cắt nhỏ ra từng phần một, nó giống cả tu tập về thân quán bất tịnh. Thì chúng ta thấy rằng là trong thân này có Ati Masmin Kaye, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan. Thì khi mà vị đó nó quan sát từ Đức Phật ngày dạy rằng là từ ở trên đỉnh đầu cho đến gót chân, thì vị này đi từng phần một, vị này thấy không có cái nào là cái của ta hết á. Do vị đó bị quét, vị đó nó dùng cái tí tuệ của mình và cộng cái định tâm, vì đó cứ theo dõi từng phần một cái mà mình vốn cho là ta đó, thì các vị đó xét đi xét lại nhiều lần, vì đó không có thấy cái nào là cái của ta hết. Đức Phật này ví dụ giống như là một người đồ tể đó, họ cắt cái con bò từng phần một, đâu là da, đâu là thịt, đâu là gân, đâu là xương, vân vân. Thì khi mà cắt ra từng phần đó thì bị người đồ tể nó thấy rằng là không có cái nào gọi là cái con bò hết, mà cái con bò nó chỉ là một cái tập hợp của những cái thành phần đó. Hoặc cái giống như là ngày nay khi mà chúng ta đang lái một chiếc xe, thì trong cái tâm tưởng của mình có cái một cái khái niệm về một cái chiếc xe, nhưng mà thật ra nếu chiếc xe đó từng cái bộ phận từ cái phụ tùng được tháo rời ra đó, thì mình thấy không còn là cái chiếc xe. Và nhờ vị hành giả đó được thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó, thì cái ngã của vị đó giảm bớt. Cái ngã của vị đó giảm bớt là như thế nào? Đức Phật ngài dạy rằng là có những khi là có những cái phiền não mà nó có thiên giảm mà chính vị hành giả nó cũng không có rõ. Này ví dụ giống như là một người thợ mộc á, là mỗi ngày đó là ông cầm cái chiếc búa trong tay. Và nếu mà mình mới vừa cầm cái chiếc búa mà mình buông cái chiếc búa nó ra, thì mình thấy cái chiếc búa nó không có thay đổi gì hết á. Nhưng mà một cái thời gian sau, giống như là vài tháng hay là một năm, hai năm đó, thì mình thấy rõ ràng là cái chiếc búa nó mòn. Tức là mỗi lần khi mà cái tay chúng ta chạm vào cái chiếc búa nó, thì rõ ràng là nó có cái tác động làm bào mòn chiếc búa đó, bào mòn cái cán búa đó, nhưng mà mình không có thấy. Nhưng mà một cái thời gian dài đó thì mình sẽ thấy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là cũng vậy, nếu một người mà thường xuyên tu tập với một cái sự tinh cần đúng đắn, với một cái tri kiến đúng đắn, thì những cái phiền não của vị đó nó sẽ bào mòn từng ngày. Thì
cái ngày trước và ngày sau đó mình không có thấy nó nhiều, nhưng mà cái năm trước và năm sau đó chắc chắn là vị đó sẽ thấy nhiều. Nó nhiều, nó cụ thể như thế nào? Thí dụ giống như là một người mà họ quyết tâm tu á, họ cố gắng rằng làm sao là ai đó nói lời tổn thương mình á, thì mình không có giận với họ. Và họ cố gắng như vậy, nhưng mà thật ra trong cái khoảng thời gian mà họ thực tập á, thì ai nói lời xúc phạm họ, họ vẫn giận. Nhưng mà nếu mà họ quyết tâm trong một cái thời gian dài thì họ sẽ thấy rằng là cái việc mà mình nóng, mình bất bình với cái lời tổn thương của người khác, nó giảm. Nó giảm là sao? Là ví dụ giống như là trước khi mình tu tập đó, thì ai đó xúc phạm mình có thể mình giận họ trong một tuần lễ, nhưng mà nhờ cái quyết tâm tu tập đó, thì cái cơn giận đó nó chỉ còn có thể là 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, nó còn tùy theo. Thì trở lại cái câu hỏi của anh đó, thì tất cả đó là nó phải là do cái việc tu tập, tức là mình học pháp đó là chỉ là một cái lý thuyết thôi, còn mình thực tập đó là do một cái thói quen đó, nó lặp đi lặp lại hàng ngày. Ví dụ giống như là mình cần phải thuộc lòng một cái bài thơ nào đó, ví dụ, hay là một cái bài kinh nào đó, thì khi mình đọc một lần rồi hai lần thì mình thấy lần trước và lần sau trí nhớ mình nó không có thay đổi nhiều. Nhưng mà nếu mà mình đọc tới 100 lần á thì nó khác, và mình đọc vài trăm lần á nó khác, rồi hơn nữa thì nó khác nữa. Thì đôi khi là cái giữa cái hai cái gần nhau thì mình không có thấy nhiều, nhưng mà nó có một cái khoảng cách xa đó thì mình sẽ thấy nó khác. Thì trở lại cái câu hỏi của anh là làm sao là những cái phiền não của mình thuyên giảm, thì chỉ bằng một cách là mình bào mòn trong một cái thời gian dài, và nó tùy theo cái trí tuệ của mỗi người, tùy theo cái ba la mật của mỗi người ở trong đời quá khứ, mà cái thời gian đó thì nó có nhanh chậm hay nó nhanh hay chậm thì mình không biết được anh. Dạ, mô Phật. Để tiếp theo câu hỏi đó sư, chẳng hạn như mình biết là quả thật mình cái ngã đó sư là chỉ một cái vọng kiến, ngã kiến, tức là mình hiểu lầm cái ngã, cái thân kiến này đó sư. Nhưng mà lúc trong lúc làm việc đó sư, thì có thể mình hiểu rằng là đây là chiến tình tâm thôi, chứ không có ai đang làm việc, không có ai thọ quả có thể hiểu được như thế, hay là đôi sư nó lạc vào cái đoạn kiến thưa sư. Thì tụi con đôi khi cũng bị hơi kìm phiêu vấn đề đó sư. Không ai làm, không ai thọ quả, chỉ cái sự tiến trình của nhân quả mà thôi. Thì đôi khi nó đi vào một cái cực đoan nào đó, sư. Cái đó khó chỗ đó, sư. Sư giải dùm chỗ này, mô Phật nha. À, cái đoạn kiến á, tức là không có người làm mà không có người nhận quả đó. Cái đoạn kiến đó, họ thấy họ không có hiểu được cái sự tương quan của nhân quả. Còn một người quán vô ngã đó, thì họ cũng thấy như vậy, nhưng mà rõ ràng, nhưng mà họ thấy rằng là tuy rằng là không phải là một, nhưng mà nó có cái sự tương quan. Ví dụ giống như là một người đoạn kiến như là một đứa trẻ đó, thì nó có thể nó nghĩ rằng là cái trái xoài này á, thì tự nhiên nó có, chứ nó không phải là do cái hộp xoài của cái trái xoài trước. Còn một người có hiểu biết á, thì người đó hiểu rằng là cái hộp xoài mà mình gieo trồng mà năm trước á, nó khác với cái hộp xoài trong cái trái xoài mình đang ăn. Nhưng mà người đó cũng hiểu thêm rằng là giữa cái hộp xoài trước và hộp xoài sau đó, nó có một cái tương quan nhân quả, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Nó khác nhau cái điểm đó thưa anh. Dạ, hay quá sư, dạ mô Phật sư. Dạ, chắc dạ. Con để con nhường lại câu hỏi cho những vị đã hữu trong đầu tràng. Sau này nếu không có thì con hãy tiếp tục sư. Dạ mô Phật, cảm ơn sư rất nhiều. Dạ. Xin cảm ơn tất cả các câu hỏi của các quý đạo hữu. Qua đó lớp học được học hỏi thêm rất nhiều ạ. Sa thố. Và chúng con cũng kính tri ân sư đã hoan hỷ trả lời tất cả các câu hỏi của Phật tử chúng con. Dạ, tiếp theo đây là có cô tu nữ Diệu Bảo ạ, sẽ lên đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, thưa sư, cho con xin hỏi. Tục đế mình gọi là con người, chân đế gọi là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy sư cho con hỏi chữ tưởng trong sở hữu biến hành với chữ tưởng trong... sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có giống nhau không sư? Dạ giống, là một không? Là một. Vậy dạ. Bạch sư, khi mình hành thiền á, sư có phải mình dùng cái tưởng của cái tâm sở đó để mình
trong lúc hành thiền để mình quan sát không sư? Đó tùy theo đề mục. Nếu mà đó là cái đề mục Kasina thì dùng tưởng. Còn mà nếu mà các cái đề mục khác thì tùy cô. Mà chẳng hạn giống như là đề mục thiền quán thì không có dùng tưởng. Bác sư cho con hỏi. Con khi mà con quý sư dạy lúc mà hành thiền á sư, lại dùng cái tâm mình á, cái tâm mình để quan sát, để quan sát. Vậy sư cho con hỏi cái tâm quan sát của mình là cái tâm nào trong trong cái vi diệu pháp thì sư? Dạ, cái tâm quan sát nếu mà đúng là cái tâm đại thiện không? Dạ, tâm đại thiện. Dạ. Dạ. Chứ không phải là cái tâm quan sát ở trong 18 tâm vô nhân. Dạ. Dạ. Dạ, có thể sau này mình sẽ học về, mình sẽ học đơn cử một cái đề mục nào đó để mà các vị Phật tử dễ dàng, các vị học viên dễ dàng theo dõi cô. Dạ. 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 Nếu có duyên, nếu có duyên mình sẽ viên sẵn trình bày một cái phần đó. Dạ. Dạ. Con cảm tri ân sư rất nhiều. Dạ dạ. Dạ, xin mời quý đạo hữu nào còn câu hỏi, xin đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Thưa sư, hiện con đã thấy không còn câu hỏi nào trên khung chat và cũng không có bàn tay giơ lên ạ. Dạ. À, thì nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta kết thúc ở đây. Thì chủ nhật sau nếu các vị Phật tử nào có câu hỏi đó thì bây giờ này thì tôi cũng mở cái phòng này cho các vị hỏi. Tại vì mình mở cái phòng riêng như vậy, vậy nó có cái thời gian nhiều hơn. Và có một bàn tay giơ lên là của đạo hữu Thiện Lành ạ. Xin mời đạo hữu Thiện Lành lên câu hỏi với sư. Dạ, con thưa kính thưa sư, con có câu hỏi như thế này, có một nãy tiếp theo câu hỏi mà cái câu trả lời của sư dạy cho anh Bảo Quốc á, thì có cái đoạn sư nói là nếu mà cái nghiệp của người đó mà họ một người mà nếu mà họ nói là do cái quá khứ họ không tránh khỏi những cái lỗi lầm hoặc là những cái nóng giận khi mà nó phát ra vì đó là cái nghiệp trong quá khứ, thì bằng cái câu trả lời như vậy nó thích đáng hay không? Và thứ nhất, và thứ hai, nếu như vậy thì mình có thể mình sửa đổi bằng cách nào ạ? Con xin tri ân sư. Thưa cô giáo, tôi chưa có nắm rõ câu hỏi lắm. Dạ, bởi vì thí dụ có một người mà họ nói là do nghiệp quá khứ, là cái nghiệp trong quá khứ thì nó tạo ra cái tánh quả hiện tại. Thì cái tánh con người đó họ nóng giận, thì khi mà họ nóng giận thì họ không sửa đổi được cái không có dằn được cái nóng giận đó xuống, tại vì đó là do nghiệp quá khứ, nó đã từ đời kiếp nào nó theo, bây giờ họ không sửa được, thì cái đó nó có đúng hay không? Dạ không phải. Cái sự nóng giận đó là cái tâm bất thiện. Và cái tâm bất thiện đó nó là nếu mà người mà nhiều cái nóng giận đó là do bị ở trong cái đời quá khứ đó, là họ có thể là họ do bị họ thường xuyên cho nên nó trở thành một cái thói quen, chứ còn tâm bất thiện thì nó cho ra cái quả bất thiện. Chứ không có thể nào mà tâm bất thiện nó cho cái tâm bất thiện được. Cô có nhận ra cái đó không? Mình không có thể nào mình nói rằng là cái tham, cái sân của cái si của tôi đó nó là do vì cái quả mà trong đời quá khứ như vậy cho nên đời này tôi có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Nếu đã là cái quả thì mình không có thể sửa đổi được. Dạ. Dạ, nhưng mà do cái tham, cái sân, cái si đó là nếu mình nói quá khứ á, là do vì có thể là nó là một cái thường cận y duyên trong đời quá khứ của mình. Mình chất chồng nó nhiều cho nên bây giờ nó nhiều, chứ còn mà nói về cái quả của nó thì nó là cái quả của bất thiện. Một cái tâm bất thiện thì cho cái quả bất thiện thôi, chứ còn bản thân của cái tâm đó nó không phải là cái quả. Cho nên không có cái trường hợp nói rằng là cái sự sân hận của mình đơn giản là do vì trong đời quá khứ mình đã làm việc gì đó, bây giờ nó có cái sự sân hận này, chứ không phải mình tự chủ mình làm được thì nói gì bị làm sao mình tu. Dạ. Dạ. Dạ.
Con rõ rồi, con kính chào sư. Dạ thưa sư, có câu hỏi của đạo hữu Ngọc Loan. Dạ kính thưa sư, hoan hỷ giảng đặc tính và chức năng của tám tâm đại tố ạ. Dạ con kính tri ân sư. Cái tám tâm đại tố nó, cái đặc tính nó cũng giống như là cái tám tâm đại thiện, mà do vì cái tám tâm đại tố là nó không có để lại cái quả, thì đơn giản là do vì cái phiền não, tức là cái nhân mà dẫn đi tái sinh, tức là cái tham ái nó không còn, cho nên là cái đại tố nó không có để lại cái quả thôi. Chứ còn mà để mà các vị Phật tử học chúng ta dễ nhớ, nó là cái tâm đại thiện như thế nào thì là cái tâm đại tố giống như vậy. Chỉ có một vài trường, chỉ có trường hợp giống như là cái giới phần, là bởi vì trong cái đối với một vị A-la-hán thì các ngài không có người, các ngài không còn các cái phiền não, cho nên ngài không cần phải có cái sự ngăn ngừa. Tôi ví dụ giống như là tuy rằng là chúng ta còn cái phiền não giống nhau, nhưng mà có những khi có những cái phiền não mà chúng ta trong cái khoảng thời gian đó mình không có, cho nên mình không cần phải có đề phòng. Ví dụ như là các vị không có biết uống rượu, thì cái giới uống rượu là mình không cần phải là mình phải kiêng cấm, mình phải kiêng cử làm gì, tại vì căn bản là mình không có thích. Chẳng qua là mình thọ trì giới, là mình thọ cho nó năm giới thì nó đủ thôi, chứ còn mà cái đó mình đã không thích rồi thì mình không cần phải mình cần không phải cai giống như là một người nghiện. Chỉ có người nghiện là mới cần cai. Thì đối với một vị thánh á, là các ngài có một vài cái khía cạnh của cái đại thiện các ngài không cần, là bởi vì các ngài không còn bị, cho nên các ngài không cần phải cai, không cần phải kiêng. Thì ở đây chúng ta tạm hiểu rằng là đối với cái tâm đại thiện bình thường á, mà một số người á, mà người ta cũng một số cái ác nghiệp á, mà mình cũng không cần phải cai nghiện nữa, vì cái phiền não đó mình không có. Dạ thì khác nhau như vậy, còn phần lớn á, thì cái tâm đại thiện và cái tâm đại tố là giống nhau. Dạ. Dạ hồi nãy thấy có Huệ Nguyễn giơ tay ạ. Đạo hữu Huệ Nguyễn có muốn đặt câu hỏi với sư không ạ? Dạ xin mời đạo hữu Bảo Quốc tiếp tục đặt câu hỏi với sư. Dạ con còn câu hỏi liên quan đến mỗi ngày nữa thưa sư. Chẳng hạn như mỗi sáng dậy chúng con có thọ trì tam quy ngũ giới đó sư. Thì trong một ngày như thế nào để mà giữ được cái tác ý khéo như thế nào để biết rằng mình đang giữ thọ giới, giữ giới sẽ được liên tục sư. Và sau một ngày đó sư, chúng con không có cơ hội để mà thành tựu cái giới đó sư. Như vậy thì cái học giới mà chúng con thọ trì đó nó có được phần công đức gì không thưa sư? Tức là sư nắm được cái ý hỏi câu không? Cái học giới mà mở ra rộng á. Dạ. Sư đơn cử thôi. Dạ. Ví dụ giống như là đối với cái giới sát sanh. Thì ngoài cái giới điều là không có cướp đoạt sinh mạng của chúng sinh khác á, thì nó cao hơn một bậc, nó thanh tịnh hơn một bậc á. Tức là không những là không cướp đoạt mạng sống của chúng sinh khác mà còn là làm không làm tổn thương. Ví dụ giống như là có những người họ nói rằng là hãy tôi giữ giới, là tôi không có giữ các cái chi phần, tôi không phạm giới thì được. Thì đó là cái về cái phương diện mà quy định của giới luật, chứ nó không chưa có đủ để cái quy định của cái nghiệp báo. Là bởi vì mình không có giữ giới sát sanh, mình không có phạm giới sát sanh, nhưng mà mình thấy người khác mà giới mà sát sanh mà mình vui theo á, thì tuy rằng về cái phương diện quy định học giới thì mình chưa có phạm, nhưng mà nói về cái tâm hồn á, thì mình đã lắm nhơ. Còn cao hơn nữa đó là chẳng những là mình giữ giới sát sanh mà mình không có tùy hỷ giới sát sanh, và mình cũng không có làm gì cho chúng sinh khác khổ. Rồi cao hơn nữa đó là mình còn khởi cái lòng bi mẫn đối với chúng sinh khác. Thì do vậy đó là cái mỗi cái học giới như vậy ở trên cái bậc cao á, là ngay cả cái bậc cao đó, đó là mình còn thiếu sót. Chẳng hạn giống như là một người mà giữ giới mà rất là tinh chuyên á, thì cái giới đó nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau. Một cái giới là không có hoen ố, một cái giới là không có lắm nhơ, một cái giới là không có tì vết. Thì khi mà mình giữ giới sát sanh á, mặc dù xin lỗi, sự giữ cả năm giới bình thường á, sinh hoạt hàng ngày á, mình thọ trì vào cái buổi sáng thì mình
làm việc hàng ngày, mỗi ngày như vậy, mình nghĩ rằng là cái công việc của mình đó, thì nó cũng không có làm cái gì quá đáng để cái vi phạm là giới. Nhưng mà đối với một người mà quyết tâm họ kiểm soát giới đó, thì cái gì làm cho cái giới bận nhơ, cái gì làm cho giới hoang ố, cái gì làm cho giới thì vết đó, thì họ cũng giữ. Ví dụ giống như là khi mà họ nói chuyện một cái điều gì đó, thì họ nghĩ rằng là cái việc này mình nói mình có thể làm cái tổn thương người khác hay không, có thể làm đau khổ người khác hay không. Thì khi mà một người mà luôn luôn để tâm quán xét nhiều cái khía cạnh như vậy đó, thì khi đó nó được gọi là người đó đang thọ trì giới. Dạ, một phần tốt. Dạ. Như vậy thì sau một ngày mà nếu không có gì xảy ra, không thành được cái giới đó sư, thì chúng con cũng có tạo được một phần gọi là phước báo nào trong việc tu tập phải không sư? Không phải là một phần mà rất là lớn. Ồ, oh, dạ. Dạ, tại vì chừng đó đủ sanh thiên mà. Dạ. Dạ, cho nên có nhiều phật tử đó là đi chùa, nó là những cái mà như là cái mình cứ nghĩ là những cái thông thường mà không quan tâm, giống như là cái ngũ giới. Nhưng mà thực ra đó là nếu mà là tôi, và tôi không có điều kiện, tôi không có điều kiện học quy dụ pháp, không có điều học kinh điển gì hết, cứ âm hết ngũ giới là chừng đó đủ sanh thiên, đâu phải là dễ. Dạ, cái đó là đại phước. Dạ, các vị dạ, khiếp lắm. Các vị mà sau này mình học cao, mình mới thấy rằng là cái gì mình đang có là nó quý, chứ không phải là mình có được mình học thêm cái mới. Mà mình học quy dụ pháp đó là mình để thấy rằng là cái có những thứ mình đang có đó là cái đó là rất là quý. Dạ. Dạ, sa thú quá hay. Dạ, cho nên các vị nào các vị mà cứ giữ mà năm giới trong sạch, các vị nó không cần tu thiền, không cần học cái gì, chừng đó không đủ sanh thiên. Dĩ nhiên là khi mình có cái kiến thức Phật pháp rồi thì cái giới của mình nó càng công đức hơn, nó càng thanh tịnh hơn, và mình biết là những cái gì mình càng phải tránh. Chứ còn mà nếu mà chỉ có năm giới đó không mà nó đã thanh tịnh rồi, cái công đức của năm giới, anh Bảo Quốc biết Đức Phật này còn nói như thế nào? Dạ. Thì nói rằng là nếu một người nào mà nhờ người đó mà mình giữ được năm giới đó, thì với một người có cái lòng tri ân thì mình đáng để đảnh lễ cái người đó. Dạ, bởi vì tôi đã đem lại cái lợi ích quá lớn. Nó cũng giống như là nhờ người nào mà anh được làm tỷ phú thì người đó anh nhờ ơn suốt đời. Thì cái người nào mà nhờ người đó mình được giữ ngũ giới thì người đó phải nhớ ở suốt đời, tại họ làm lợi ích cho mình quá lớn. Dạ, Đức Phật này nói rằng là cái người mà dạy mình biết giữ ngũ giới, người đó đáng để cho mình đảnh lễ. Chứ đừng có nói là làm bị tỳ kheo, bị xuất gia vì một người bạn đạo mà hước nhờ người đó mà mình biết giữ giới, thì đối với mình là người đó đáng cho mình đảnh lễ. Thì anh biết rằng tại sao mà Đức Phật nói như vậy, cái công đức ngũ giới nó lớn biết chừng nào. Dạ, thì ra mình đừng có phải mình học viên pháp, không phải là cái chuyện mà mình đi mình học những cái gì đi cao xa hết, mà mình phải thấy ra rằng là có những cái thứ nó xung quanh mình nó rất là nguy hiểm, và có những cái thứ xung quanh mình nó rất là quý, cái đó làm ra mình học. Chứ còn Phật pháp thì nó cũng chịu đó thôi. Nhờ sư mà tụi con hiểu rõ với là ngũ giới nó quan trọng, tầm mức quan trọng cỡ nào. Hồi trước thì tụi con có vẻ hơi lơ là đấy sư. Lơ là bây giờ sư nghĩ, sư nói đơn giản cho anh, bây giờ anh không có giữ giới sát sanh á, thì toàn bộ công đức nào anh cũng không hưởng được gì hết á. Bây giờ anh có bốn thứ đằng trời chăng nữa mà anh sinh ra đời, anh sinh ra trong cái gia đình con của triệu phú, anh sinh ra là anh yếu thọ, anh sinh ra là anh bị bệnh hoạn, thì anh có hưởng được cái hạnh phúc đó hay không? Anh có đẹp mà mới có 1-2 tuổi mà cái anh đã chết, thì anh có hưởng được cái hạnh phúc của cái sắc đẹp hay không? Anh sinh trong cái gia đình thượng lưu, cái gia đình có địa vị cao ở trong xã hội, mà anh là người yếu thọ, người bệnh hoạn, người tật nguyền vân vân, cảnh cũng đâu có hưởng được hạnh phúc đó. Rồi anh sinh ra là một người trí tuệ, nhưng mà anh cũng mang cái thân như vậy thì anh cũng đâu có hưởng được cái gì. Anh ra cái này, những cái nền tảng mà nó không, cái nền tảng mà nó không có mấy cái kia đó, thì dù nó có quả chứ mà không có. Bây giờ anh là anh nhờ anh cái bước mà anh bố thí lớn quá, nhưng mà anh không có sát sanh cái gì, đời nào anh cũng sanh ra anh được sanh gia đình giàu, mà anh chơi anh sanh rồi còn gia đình giàu mà anh bệnh hoạn, anh tật nguyền, anh ở ngoài xã hội thấy nhiều mà. Có những người họ con đại gia con mà bị bệnh tâm thần, thì anh có thích được điều đó hay không? Dạ thưa không sư. Thành ra có người thấy mình học ở đây là để mình thấy rằng là có những cái thiện pháp thấy nó bình thường thôi, nhưng mà nó cực kỳ là quý báu, và đâu phải là mình thiếu điều kiện, ai cũng có điều kiện tu hết.
Dạ, cũng điều kiện tu, nhưng mà cái quan trọng là mình thấy rằng là cái mà những cái pháp môn nào mà nó đang bên mình và mình quý bảo dưỡng đức phật này sẽ thật là bất ngờ. Ví dụ như thế này nè, gần hết giờ nhưng mà tại đây cái câu hỏi của anh nó quan trọng cho nên tôi nói luôn. Ngày sát là bác này nói rằng là nếu một người nào mà có cái tài sản quý mà họ không có biết giữ thì tài sản nó chắc chắn mà nó không có lâu dài. Ngày nói ví dụ giống như là một người mà họ sinh ở trong cái gia đình, một cái gia đình nghèo của một gia đình nghèo của một cái gia đình đình triệu phú ngày xưa, mà họ vì một cái hoàn cảnh nào mà họ bị khánh thận tài sản, tuy vậy họ vẫn để lại một số món đồ quý, nhưng mà con cháu đời sau nó không biết rằng là cái điều đồ đó nó quý, nó có thể nó đem cái bát bằng vàng hay là một cái những cái đồ mà mình bây giờ mình nói một số đồ cổ mà có giá trị hàng ngàn đô la, hàng trăm ngàn đô la đó, mình đi đổi cái đồ bé chai để mình không biết nó là đồ cổ quý. Thì có những cái thiện trong người, trong chúng có một số chúng sinh đó, trong họ có những cái thiện pháp là quý nhưng mà họ không biết, cho nên họ sẽ đem cái thiện pháp đó để họ đánh đổi những cái bất thiện bình thường vì họ thấy rằng đó là cái hạnh phúc. Cho nên cái một trong những cái quan trọng mà mình giữ được cái thiện pháp là mình phải biết đồ nó là quý. Nó cũng giống như là tài sản trong nhà, đó là một người nó phải đủ cái kiến thức để biết đâu là cái đồ quý để mình mới giữ gìn. Dạ, thì mình học ở đây là mình để biết rằng cái nào nó quý mình giữ nó. Nó hết giờ, nhưng mà do vì cái câu hỏi của anh nó quan trọng cho nên là tôi phải nói như vậy. Dạ. Thưa hết giờ thưa sư, hết giờ hay sao? Dạ thưa sư. Xin sư hoan hỷ. Còn một vài câu hỏi và một số bạn cũng còn giơ tay ạ. Xin sư hoan hỷ và giờ chót ạ. Dạ, thưa sư, là câu hỏi của bạn của đạo hữu Chích Tá. Dạ bạch sư, tiếp theo câu hỏi của đạo hữu hỏi về tánh sân, làm sao tập giảm việc bất thiện này ạ? Cái sân á, cái pháp đối trị trực tiếp của sân á, nó là cái tâm từ. Nhưng mà để mà tu tập tâm từ á, thì chắc cái do vì cái câu hỏi này á, nó hay nhưng mà nó phải có nhiều cái thời gian. Thì do vì trong cái lớp học này tôi dự định á, là chúng ta sẽ có một cái sẽ có một vài ngày để chúng ta học về bốn cái phạm trú này. Thì tôi xin hẹn cái câu này ở trong cái phần của cái từ tâm, tại vì cái nó hơi dài. Còn mà nếu mình nói vắn tắt á, thì nó cũng không tới đâu. Là bởi vì nếu nó dễ thì ai cũng có thể diệt được tâm sân rồi, chứ đâu phải là cái vấn đề, chứ đâu phải mình phải là cái vấn đề mà chúng ta hỏi. Nếu mà nó là một cái vấn đề dễ thì các vị có thể đọc trong sách hay là nghe bài giảng nào đơn giản rồi, nhưng mà do vì nó là một cái quá trình thực tập chứ không phải là chúng ta chỉ nói về cái lý thuyết không được. Và một trong những cái vấn đề chính yếu đó là cái bốn cái phạm trú. Thì cái nguyên tắc của tôi đó là trong những cái câu hỏi của các vị Phật tử học viên đó, mà nếu cái câu hỏi nào mà nó liên quan cái bài học sau đó, thì tôi rất mong là ở trong cái bài học đó sẽ trình bày rõ ràng hơn, hơn là trong cái thời lượng của một cái câu hỏi ngắn ngủi. Dạ. Và nếu phải trả lời trong cái câu hỏi ngắn ngủi đó thì tôi chỉ nói rằng là cái từ tâm hay là cái sở hữu vô sân, cái pháp đối trị với cái tâm sân. Dạ, sa thú. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã giúp cho buổi hỏi đáp về vi diệu pháp rất thú vị, giúp hiểu rõ mình hơn, hiểu rõ bài hơn và áp dụng trong việc tu tập của mỗi người. Tiếp theo đây là câu xin mời đạo hữu Quyền Lê lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, thưa sư, cho con hỏi một câu là con không có hiểu lắm về cái tâm vô nhân. Thì con nghĩ tâm vô nhân á là tâm thiện và tâm bất thiện thì con có hiểu, nhưng mà cái tâm vô nhân con không hiểu lắm, tại sao mà tâm vô nhân lại tái sanh ra những cái u ả, là có nghĩa là những người mà tâm vô nhân là tái sanh ra không có được thân hình này cho được tốt á. Dạ, thưa sư. Cái câu hỏi này của cô á, là chúng ta sẽ học ở trong cái ngày thứ hai. Dạ. Dạ, cái ngày thứ hai tới nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ, trong ngày thứ hai tới tôi sẽ trình bày rõ cái câu hỏi này của cô. Thì tôi lặp lại các vị Phật tử là những cái câu hỏi nào mà nó sẽ nằm ở trong cái bài học sau này á, tại vì trong cái bài học của mình sẽ học rõ ràng hơn. Và như các vị biết rằng là đôi khi chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề nào đó thì chúng ta cần phải có cái thời gian á,
còn có khi cái câu trả lời mà qua loa thì nó không 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 được rõ ràng. Dạ, dạ. Thì có những thì câu hỏi của cô đó thì sẽ trả lời vào cái ngày thứ hai. Còn câu hỏi của vị Phật tử về cái vấn đề sân đó, là sẽ trả lời ở trong cái phần mà chúng ta học về cái các cái đề mục chỉ tỉnh. Dạ, con khi ăn sư ạ. Dạ, còn bây giờ các vị Phật tử nào mà chúng ta còn câu hỏi thì tôi nghĩ rằng là tôi phải hẹn các vị về chủ nhật sau nha. Dạ, nếu mà có sư còn sau. Có một câu hỏi thưa sư, xin sư hoan hỷ trả lời giúp bạn này đã xếp hàng nãy giờ. Kính bạch sư cả, cho con xin hỏi là những vị A La Hán nào cũng được thọ ký phải không ạ? Dạ không hẳn. Thường thường Đức Phật ngày thọ ký đó là trong có một cái duyên sự đặc biệt thì Đức Phật ngày mới thọ ký, chứ không phải trong trường hợp nào cũng được thọ ký. Tại vì trong cái thọ ký ở đây nó chỉ đơn giản không phải là do vị Đức Phật ngày thọ ký thì vị nó mới chứng. Và mà cái thọ ký ở đây là Đức Phật ngày chỉ xác nhận. Và giống như là đơn giản giống như vị thầy dạy học trò mà biết rằng cái năng lực của vị học trò đó rất là giỏi, cho nên là vị thầy đó có nói là vị thầy học trò này là với cái kiến thức này và sẽ gặp cái bài thi đó là vị đó sẽ đậu, nhưng không phải là trong trường hợp nào cũng nói, mà chỉ trong trường hợp liên quan thôi cô. Và cái việc mà chứng quả nó không có cần thiết phải có thọ ký mới chứng. Dạ thưa sư, như vậy là đã hết câu hỏi và cũng không thấy bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ. Yeah. Thì cũng rất là vui các vị Phật tử tha thiết với Phật Pháp. Mà bản thân tôi cũng nghĩ rằng là cũng thưa các vị, tôi cũng nghĩ rằng tôi có phước. Là bởi vì khi mà được tu học đó, thì tôi luôn luôn tôi được cái sự giúp đỡ của các vị thầy đi trước rất là nhiệt tình. Cho đến bây giờ những cái vấn đề Phật Pháp nào mà tôi thắc mắc á, thì tôi có hỏi các ngài lớn thì các ngài cũng tha thiết mà tận tình mà hướng dẫn. Thì tôi không muốn rằng là cái phước đó của tôi bị mất. Và do đó là những cái gì mà tôi chia sẻ các vị Phật tử, tôi cũng nghĩ rằng là trong cái đời sau tôi luôn mà tôi gặp được các bậc tiền nhân hiện nhân, mà lúc nào mà tôi có cái điều gì đó thì luôn luôn có người chỉ bảo. Và do đó mà cái những Phật tử nào mà có thắc mắc về Phật Pháp đó, thì tôi cũng cố gắng để mà tôi tạo được cái phước sự đó. Thì chúc các vị an vui nha. Thì cái nghiệp tình sao? Dạ. Dạ. Dạ, cô sư đánh lễ sư. Dạ, dạ, chào các vị. Có gì, dạ. À, có gì dạ. Thì nếu mà tuần sau các vị có câu hỏi đó, tuần sau nếu có câu hỏi đó, thì tôi sẽ mở cái trong đây cho các vị hỏi. Dạ, dạ, chào các vị. Dạ, môn Phật.